Hello, chào mọi người. Thì clip test này mình làm test cái dàn loa K1000 để gửi khách nha mọi người. Thì hiện tại cái bộ K1000 này mình chính thức hết hàng rồi, Bộ này là cái bộ cuối cùng mà mình có. Thì hiện tại bữa giờ thì mình theo dõi bên Nhật mọi người trên cái trang đấu giá thì cái dàn này nó cũng hiếm lắm, hiếm, đặc biệt là những cái dàn mà full hai thớt. Rồi loa riêng nguyên bản và kèm theo hai khiển nữa, nó không còn nữa người, nó không còn nữa. À, hai khiển zin và hai thớt và kèm theo hai cái e-căng, e-căng đầy đủ. Đây. Nói chung con này là một cái dòng mà cũng cực kỳ nổi tiếng của Kenwood người, một con K1000 được mệnh danh là nữ hoàng bolero người, phòng ngủ chơi phòng ngủ tuyệt vời luôn, chất âm rất là đỉnh đẹp. Và cái con này nó chơi cái đầu giải mã 24 bit bên trong rồi cùng với chức năng clear air này có luôn này. Rồi Supreme AX là một cái chế độ mà chỉnh nắng tầng, nó giống như là phục hồi âm thanh đó, gần như là tái tạo âm thanh phòng thu để nó cho ra cái chất lượng âm thanh tốt hơn, nó giống như là một cái giải mã cao cấp luôn. Rồi ok, thì mình sẽ test một cái đĩa CD cho người nghe thử nha, và kết nối đầu CD với lại cái âm ly này qua cái ngõ optical in mọi người. Optical in thì nó giải mã đĩa CD cái chuẩn quang học là 44.1 mà kilohertz nha. Rồi, clear mình bấm luôn. Và cái đĩa này mình chép cái đĩa của Hồng Trúc và Bảo Yến mọi người, và theo cái những cái album cái nội lộn cái gọi là cái gì quên rồi, là theo cái album Bolero người, thiên về Bolero để test cái dàn này là dàn Bolero. Mà để mình nói sơ qua thì cái con này nó sẽ chỉnh được bass, mid, treble người, và chỉnh được rất là nhiều dãy tần người, thấy không? Ví dụ như bass thì có bass 60 này, rồi đây coi. Bass 60 100, 150 đó, thì mình muốn chỉnh thì mình gì tăng giảm đây, nó mình tăng giảm. Nó có ba cái dãy bass, còn enter cái dãy mid thì nó có từ 3 này, 2, 1 mọi người. Đó mình muốn chỉnh thì mình cũng tăng giảm lên. Rồi mình enter cái thì treble nó có từ treble 5 kHz nè, treble 7 kHz, treble 10 kHz nè. Đó thì mình cứ cứ tăng giảm thôi. Đó. Mình chọn cái dãy treble mình tăng rồi, nó tăng được một dãy. Đó, ví dụ treble cộng 2 mình qua cái treble 7, chết 10 đi thì lên cục cộng 2 cộng 3 đó thì mình rồi ok đó, thì nó chỉnh tầng rồi, còn room sao reset rồi clear rồi ok đó, thì giờ mình play nha, mình play rồi. Mình gặp nhau
trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của không gian,
khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vắng bóng mãi. Hãy duyên nồng thắm ngày ấy nay đã dừng lại.
Giờ có buồn và nơi đó những đêm trời mưa gió.
ngang muôn côn trùng, than trong đêm trường sầu thương thế nhân. Hồn dung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa anh qua bên mộng ngày xưa. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh, anh lấy cây làm súng bên em diệt thù, phe kia ngang tàn xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta, cho chơi tôi say. Cái đĩa Mạc Thủy thì mở Mạc Thủy cho mình nghe thử nha. Mạc Thủy thì đa số là bà không có phát hành đĩa CD sao, nên là trên hội người ta đa số là rip từ đĩa than của bà này, này. Ca sĩ này chứ. Play. Đi than là nghe tiếng nó ẹ ẹ mọi người. Cái nền đi than.
cũng đi rồi. Ngày vui mang theo một cơn gió lớn, lệ thắm không phơi cứ tuôn, ai còn nhớ đâu mà